Rồi bây giờ em sẽ táo cho anh em xem về cái phần nội thất của cái cặp loa là SR12V của dòng ETC anh em nhé, California. Đấy, xin mời anh em. Và đây là có một chiếc em đã tháo rồi. Đây. Thì anh em sẽ nới bốn con ốc này ra, 1 này, 2 này, với hai con ốc trên đầu này nữa. Nới ra anh em nhé. Và mình mở ra căng ra. Đây, đây là căng. Trong một lớp bông nỉ để chắn những cái bụi anh em nhé. Rất là đẹp. Chưa? Bên trong này thì sẽ có một kia chiếc bát này. Đấy, bát rất là đẹp anh em nhé. Được phủ vào một lớp dưỡng, lớp dưỡng gân. Đấy, cả màng luôn anh em nhé. Đấy, con này tí là món rất là hay, uy lực. Thiết kế 4 lỗ thông hơi anh em nhé. 4 lỗ thông hơi ở phía 4 cạnh của bát. Đấy. Còn đây là kèn, kèn vàng anh em nhé. Phải nói rất là đẹp. Đấy. Rồi em sẽ mở cho anh em xem. Cái này em đã tháo sẵn dây anh em nhá, không là nó có dây đấy, mời cho anh em xem luôn. Rồi, anh em nhìn này, cái driver của bát này thì là của hãng Phen, là sản xuất theo đơn đặt hàng của ETC Ueda anh em nhá. Thì anh em nhìn này, cái hãng Phen này là nguồn gốc của nó là từ England anh em nhá. Đây, Casfo 105QS England anh em nhá. Cái model của cái bát này là 12W300. Đây. Công ty Phen này. Đấy, sản xuất cho ETC. Bên ngoài cái lớp từ này thì có luôn một cái bọc này anh em nhá. Một cái bọc từ này. Cái này là bằng cao su nhá anh em nhá. Đây. Đấy, bằng cao su này. Đây. Đấy. Đấy, bằng cao su. Trên màng màng bát thì sẽ có dập số seri này. Đấy, anh em thấy chưa? Hàng chất, hàng xịn nên là nó dập luôn ở đây. Đấy. Cái viền thành nhôm này, có gặp chữ Phen này. Acoustic này. Đấy, anh em nhìn rõ chưa? Đấy. Rất là chất anh em nha. Hôm nay thì phần thần cái cấu hình driver của nó rất là khủng. Đấy. Đây là cái kèn này anh em nha. Kèn của Italy. Đây. Đấy. Cái kèn này là của Etin Sao. Tin sao đấy anh em nhá, Italy. Đấy, rất là phê. Kèn là kèn 450. Đấy, cho tiếng rất là sáng, góc mở kèn rất là rộng. Độ phủ lớn. Rồi. Đây. Cho tiếng rất là sáng anh em nhá. Lời bass đều đạt hết với cái cặp loa này. Đấy, quan trọng là giá của nó tầm trung thôi anh em nhá. Em sẽ bỏ tạm ra đây. Đấy, cho anh em xem phân tán. Đây là một cái lớp bông này. Lớp bông anh em nhé. Bông của bát. Em sẽ bỏ cái kèn ra đây. Để nghe ngả cái thông cho anh em nhìn rõ. Đây. Đấy, phân tần này nhìn thấy chưa? Quá gấu luôn. Đây. Đưa máy gần vào cho anh em xem nhé. Hai quả tụ của Bisua 400DC. Đấy, nhìn thấy chưa? Trên con kia có một cái tem của ETC luôn, dán luôn ở trên phần tần nha. Đấy. Quá gấu luôn. Một loạt chở nhôm này, một loạt chở nhôm vàng gold này. 1, 2, 3, 4 này, 4 chở nhôm nha. Tụ to là 4, 3 chiếc, nhỏ 400 chiếc kia. Có phần chống cháy ở trên này luôn. Đấy, phần chống cháy ở đây nhá. 4 cái diode này. Đấy, chở này. Đấy, cuộn dây này. Hai cuộn dây rất là khủng. Một cuộn này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? To như là quyển vở luôn anh em nhá. Hơi tối anh em nhìn rõ chưa? Đấy, cho anh em nhìn rõ. Đấy. Trong này bánh thì thôi rồi anh em nhá. Cấu hình khủng. Rồi ok. Bây giờ em sẽ test chất âm cho quý vị và bạn cùng xem nhá.